Tình như nào? Trạng thái bây giờ thì sao nào? Đã hôn ai chưa? Vừa lấy được một con dog ở hồ Kíp. Ông nói thế lọ đấy mà. Thật thật, anh này cũng chụp được ảnh đấy ạ. Rồi em loài đi, bọn anh chém với rồi. Em có trả lời chứ. Đấy, tình trạng hôn nhân. Đấy.